Tập 14. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Vui lòng gọi lại sau. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Tiểu Nhung, đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Vẫn đang nghĩ chuyện sếp Cao bị đình chỉ hả? Cũng không hẳn. Tôi chỉ thấy công việc của công tố viên đôi khi cũng khá bất lực. Chứ sao nữa? Nói đến công việc của các công tố viên chúng ta thì tôi có quyền phát ngôn lắm đấy. Cô nghĩ mà xem, công tố viên chúng ta trên con đường theo đuổi chính nghĩa chưa bao giờ có con đường nào là bằng phẳng. Chỉ có những người không ngừng leo lên, dách núi treo leo mới có thể đạt đến đỉnh cao của vinh quang. Tất nhiên, đôi khi họ cũng sẽ ngã từ dách núi đó xuống, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đó là thất bại. Nhưng thất bại đó lại là động lực để chúng ta tiến lên. Vậy tôi cũng có một chút xíu ngưỡng mộ anh đó. Cô nên ngưỡng mộ tôi từ lâu rồi. Nói đến cuộc sống của công tố viên, tôi còn muốn nói thêm về sếp Cao và Cao Sương. Tôi nghĩ sau này Cao Sương lớn, cô ấy sẽ dần hiểu được lòng chính trực và dũng cảm của sếp Cao là tài sản lớn nhất của cô ấy. Nói đến tình yêu thì tôi bó tay thật rồi. Đó là chuyện giữa hai người, tôi cũng đành chịu. Sao nói một hồi lại lạc đề vậy? Tôi tặng anh một thứ nhé. Hồ sơ vụ án. Đi photo đi. Đi photo hồ sơ đi. Tôi có thể từ chối không? Không. Tặng cô một món quà. Tặng quà cho tôi. Sao thế? Khó tránh khỏi sự cắn rứt lương tâm mà. Sao cô cứ phải hiểu như vậy chứ? Cô không thể hiểu là tôi tặng bùa hộ mệnh cho cô à? Bên trên muốn kiểm tra sổ sách, hy vọng chủ tịch Thiết mau chóng thu hồi vốn. Hợp đồng của chúng ta đã ký kết rõ ràng lắm rồi mà. Sau khi cầu xây xong sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Bỗng dưng anh bảo tôi trả tiền, có phải anh còn có ý gì khác không? Tôi nào dám chứ. Nhà chúng tôi có mấy con chó đủ cho anh giết chứ? Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Tìm con làm gì? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Con cởi kính ra rồi ngồi xuống đã. Ngồi cái gì? Bên cầu có bao nhiêu việc gấp, cần con về xử lý đó. Xem như bố cầu xin con được không? Được, bố là ông chủ, bố nói thế nào thì là thế ấy. Vậy mới là nhân viên tốt chứ. Đây là một tấm séc bố gửi cho con ở ngân hàng Hoa Kiều Singapore. 5 triệu đô la Mỹ.
Đây là mảnh đất bố mua cho con ở Malaysia. Đây là hợp đồng bố ký với Bảo tàng Mỹ thuật Joy ở Thánh Đường. Tất cả tác phẩm nghệ thuật trong đó đều là bố quyên tặng. Bố còn ký thêm một phụ lục với họ, đó là phải đảm bảo cái ăn cái mặc, chỗ ở cho con cả đời. Sao vậy? Trong mắt bố, con tệ đến vậy cơ à? Con không ngốc, con có thể tự nuôi sống mình. Không phải bố sợ con ngốc, mà bố sợ con quá thông minh. Trong lịch sử, có mấy ai thông minh mà có kết cục tốt đẹp? Chẳng phải các cụ đã nói rồi sao? Qua không nở trăm ngày, người không sung sướng mãi. Ai có thể đảm bảo tập đoàn Giang Đông sẽ không bao giờ đổ? Dù một ngày nào đó nó sụp đổ, con cũng đừng quá bận tâm. Có những thứ này, có số tiền này cũng đã đủ cho con sống tốt. Bố cũng không phụ lòng con, cũng không phụ lòng mẹ con rồi. Hôm nay bố sao vậy? Sao cứ như dặn dò chuyện hậu sự thế? Dặn dò chuyện hậu sự gì chứ? Bố chỉ hơi lo lắng cho con thôi. Tất nhiên là bố không yên tâm rồi. Bao nhiêu năm nay, tập đoàn Giang Đông vẫn luôn do bố một mình quản lý. Còn con, ngoài ăn uống vui chơi thì chẳng biết gì hết. Con hiểu ý bố. Từ hôm nay, chuyện công trình cầu con không quan tâm nữa. Bố thu hồi lại, tự mình giám sát đi, được chứ? Không phải cái thằng này, sao con cứ không nói chuyện đàng hoàng được vậy? Bố bảo con nói chuyện đàng hoàng kiểu gì? Chẳng phải ý bố là vậy sao? Được rồi, con cất đi. Không cần. Được. Dù con có muốn hay không thì bố cũng gửi nó ở ngân hàng Hoa Kiều Singapore. Tùy bố. Hay, sao cái nét con hệt như bố vậy? Con trai bố mà. Đúng, đúng vậy. Tốt, tốt. Còn chuyện gì nữa không? Không còn gì nữa. Vậy con đi chơi đây. Đi chơi đi, cảm ơn. Xin chào. Tôi về rồi đây. Khỏi rồi đấy à? Nhưng tôi là thương tật mà vẫn cố gắng làm việc đấy. Tận tụy chứ. À phải rồi, anh thế nào rồi? Khỏe hơn chút nào chứ? Xương cụt của tôi vẫn cứ đau suốt. Đúng vậy, tôi cũng thấy cái đuôi nhỏ của anh khá là nghiêm trọng. Được rồi, chịu thua cô. Được chứ. Cô phải cẩn thận vào đấy. Trưởng phòng hỏi cô hai lần rồi. Diệp Tử Giao. Chào trưởng phòng. Mấy hôm nay không đến làm việc là buồn việc phải không? Trưởng phòng, tôi xin nghỉ ốm rồi mà. Xin nghỉ ốm? Bị bệnh gì? Còn được coi là tai nạn lao động nữa. Tôi đi phỏng vấn, ngã gãy chân. Cô phỏng vấn ai vậy? Sao tôi không nhận được kế hoạch phỏng vấn? Tôi sẽ xin phép ngay, tôi viết liền. Phỏng vấn nhân vật quan trọng nào mà còn ngã gãy chân vậy? Tôi không dễ lừa đâu đấy nhé. Tôi... sao tôi có thể lừa sếp được chứ? Mang trang sức đắt thế này vào làm, tôi thấy công việc phóng viên này cũng chẳng quan trọng với cô cho lắm. Trưởng phòng, chị ta có ý gì vậy chứ? Cái gì đắt cơ? Cho tôi xem nào. Có gì mà đắt chứ? Tôi từng thấy cái này rồi. Ghen ăn tức ở. Cô nhìn đi. Cái này này, cô nhìn thấy chưa? Tôi đọc cho cô nghe nhé. Sự quyến rũ hoàn hảo, thiết kế của năm. Phụ nữ thời đại mới là phải vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Này, cô xem đi. Biết giá bao nhiêu không? Hơn 1 triệu đấy. Cái này này, ghê thật, ai tặng thế? Chịu chơi thật. Không ở nhà dưỡng thương đi. Hẹn tôi ra đây làm gì?
Trả lại anh cái này. Sao vậy? Món quà này của anh đắt quá, tôi không thể nhận. Chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi. Món đồ chơi giá cả triệu tệ à? Tôi không có khái niệm gì về tiền bạc. Không có công không nhận lộc. Sao vậy? Tặng tôi cái này là muốn bịt miệng tôi à? Chưa bao giờ nghĩ vậy. Vậy ý anh là gì? Thích cô. Để ra không định nói đâu, nhưng cô cứ hỏi thì tôi chỉ đành nói thật thôi, để tránh tổn hại danh tiếng của cô, đồng thời cũng làm tổn hại danh tiếng của tôi. Đùa gì vậy? Thiết đại công tử, anh cứ hễ gặp gái là lại tặng quà, thành thói quen rồi phải không? Có người xứng đáng, có người thì không. Quà tôi để đây nhé. Tôi đi trước đây. Tiền cà phê tôi trả rồi. Đừng lạnh lùng vô tình thế chứ. Sao hôm nay ai cũng ở đây vậy? Tiểu Hàn, sao ngày nào cũng đi làm muộn thế? Tôi đâu có ngày nào cũng muộn. Giờ đội trưởng lại không ở đây, cũng chẳng có vụ án nào để phá. Thà ở nhà ngủ nướng còn hơn. Đội trưởng Mã phục chức rồi. Cậu đừng có lừa tôi. Đội trưởng Mã phục chức rồi mà tôi không biết chắc. Hàn Băng, biến. Đội trưởng Mã, xử cậu ta. Đội trưởng Mã, tôi sai rồi. Đội trưởng Mã. Đội trưởng Mã. Tiểu Nhung, này, công an điều tra bổ sung vụ án lừa đảo xong rồi, để hồ sơ ở đây cho cô nhé. Vụ lừa đảo, vụ án lần trước à? Ừ, cô phải xem kỹ đấy. Sếp cao mới được phục chức, chắc cũng không nắm rõ về tiến độ vụ án này. Cứ xem từ từ đừng dội. 28 nạn nhân, số tiền liên quan lên đến hơn 4 triệu. Nghi phạm từ chối khai báo chi tiết vụ án. Đừng tưởng tôi không ở diện kiểm sát là không quan tâm đến tiến độ vụ án. Vụ án lừa đảo này, nạn nhân đều là những người yếu thế trong xã hội. Tối nay vụ thứ trắng cũng phải xem xong. Tình hình vụ án khẩn cấp, ngày mai phải họp rồi. Hắn nói hắn có thể chữa bệnh, chữa được mọi loại bệnh. Hơn nữa còn nói đúng mấy bệnh mạng tính của tôi nữa. Tôi đã tin hắn, thật quá thần kỳ. Hắn nói tôi, con trai con gái tôi đều gặp tai ương. Sau đó nói sẽ giúp tôi làm phép, không lấy tiền. Bảo tôi mang hết đồ vật quý giá trong nhà đến, đặt dưới tượng Phật. 24 giờ sau mới lấy về. Tôi đã tin. Đến Hòn Non Bộ ở khu rừng trung tâm, đối diện trường cấp 3 Giang Đông. Hắn bảo tôi đợi hắn ở đó. Đợi hắn. Tiền của tôi mất rồi. Tôi bị lừa rồi. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi, tiền mồ hôi nước mắt cả đời của tôi. Đồng chí cảnh sát, tiền mồ hôi nước mắt cả đời của tôi cứ thế mà mất rồi. Ai đấy? Thu tiền nước. Đây. Quay mặt lại đây. Tên gì? Trương Huy. Chính là hắn. Bắt đi. Vụ án
lấy danh nghĩa pháp luật chuyên lừa gạt tiền của những người cao tuổi này. Người bị bắt là nghi phạm chính Trương Quy. Mở đèn lên. Theo bằng chứng do cơ quan công an chuyển giao, nghi phạm hình sự Trương Quy và một số người dân làng tại thành phố này đã lừa gạt hơn 20 người cao tuổi, chủ yếu là nữ giới. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 4 triệu tệ. Những trường hợp như thế này dùng cùng một thủ đoạn để phạm tội. Ngoài việc trước tiên cần phải xác định liệu có nạn nhân báo án hay không, điều quan trọng nhất cũng chính là xác định xem liệu tất cả các vụ án có phải đều do nghi phạm gây ra hay không. Điều này có thể tránh buộc tội sai nghi phạm hình sự, cũng có thể tránh việc bỏ sót kẻ phạm tội. Đặc biệt là vụ lừa đảo như thế này không hề có điểm nào đặc biệt, thế nên nhất định cần chú ý hơn nữa đối với những vụ án có cùng thủ đoạn như thế này. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cơ quan kiểm sát chúng ta chính là cố gắng tìm thấy tất cả những người bị hại, đồng thời nắm rõ chứng cứ, không thể đem định kiến đi nhận định sự thật. Như vậy mới có thể không bắt quan, không bỏ sót. Có bao nhiêu người bị hại? Bên cảnh sát xác nhận có 22 người. Trong quá trình chúng tôi thẩm định, có 6 người từng đến báo án. Đây là tài liệu tôi sắp xếp lại, anh xem qua. Có bao nhiêu nghi phạm đang bỏ trốn? Có 3. Một trong số đó là vợ anh ta. Một nam một nữ còn lại chắc là đồng hương của anh ta. 28 người bị hại đều nhận ra Trương Quy sao? 25 người đã tiến hành nhận dạng, còn 2 người không nhận ra. Có 3 người tự xưng bản thân không còn nhớ trong Trương Quy như thế nào, vậy nên tạm thời chưa sắp xếp nhận dạng. Điều tra tài khoản của Trương Quy chưa? Điều tra rồi. Có điều Trương Quy không hề dùng tài khoản chính chủ mà dùng tài khoản của vợ anh ta, cũng là một trong số những nghi phạm đang bỏ trốn. Mấy tháng qua, tài khoản vợ Trương Quy vẫn luôn có số tiền lớn đổ vào. Người gửi tiết kiệm là Trương Quy. Tôi cũng đã kiểm tra nội dung 28 người bị hại thuộc lại, căn bản khớp nhau. Có thể xác định 28 người bị hại này đều do Trương Quy lừa đảo, vậy nên mọi sự thật đều có thể nhận định. Vậy ý của cô chính là chúng ta cứ khởi tố theo sự thật công an nhận định, trên tòa theo quy trình là được. Đương nhiên không phải, đây là nội tâm tôi nhận định. Tiêu chuẩn khởi tố không phải nội tâm nhận định. Chúng ta còn cần thêm một bước tìm hiểu chứng cứ để chứng minh người bị hại Trần Thuật có đúng sự thật hay không. Không sai. Vậy cô đến cục cảnh sát thành phố một chuyến. Hai người tiếp tục đối chiếu chứng cứ có liên quan. Được. Tổng cộng gây án mấy lần? Công an nói mấy lần thì là mấy lần thôi. Giờ tôi đang hỏi anh. Tôi cũng không nhớ rõ. Dù sao, số người bị hại các người tìm thấy, tôi đều nhận vậy. Anh lần đầu và lần thứ hai bị cơ quan công an hỏi cung, tổng cộng khai có 28 vụ. Vậy cứ cho là thế đi. Lần nào cũng dùng một cách à? Cứ định theo cái đó đi. Tôi không muốn nói. Sếp Cao, anh không cảm thấy người đó hơi bất thường ở đâu sao? Cô nhìn ra rồi à? Dường như anh ta rất phối hợp, nhưng dường như lại không phối hợp lắm. Không biết rốt cuộc anh ta có phải muốn nhận tội không? Có hơi lạ thường. Vậy tôi hỏi cô nhé, người gây án lừa đảo phải đối diện với chế tài pháp luật gì? Theo như điều 266 luật hình sự nước ta quy định, cũng kết hợp với tình hình cụ thể của tỉnh ta, số tiền lừa đảo trên 3.000 tệ, dưới 100.000 tệ bị kết án phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, số tiền lừa đảo hơn 100.000 tệ và dưới 1 triệu nhân dân tệ phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm. Lừa đảo, được rồi được rồi, cô học thuộc khá lắm. Tôi nhớ đại học pháp luật chính phủ các cô từng có một bài luận văn tên suy đoán vô tội do ai giết. Tôi giết. Cô giết à? Tôi giết. Vậy cô giải thích cho tôi đi. Nhưng tôi nghĩ nguyên tắc tha tội là để tối đa hóa cơ hội của những người vô tội không bị pháp luật truy cứu, không phải cách để những kẻ có tội đó lách luật. Tôi biết rồi. Tên tội phạm lừa đảo đó, hắn đã có ý định suy đoán vô tội à? Biết rồi thì đi làm việc đi. Tôi còn có chuyện. Mẹ, Tiểu Nhung về rồi à?
Mệt rồi phải không? Mau uống nước đi. Thế nào rồi? Vụ án hôm nay thế nào rồi? Bí mật. Bí mật gì chứ? Mấy vụ án này bên các con tin tức đều đưa cả rồi. Mấy chị em đều đang hỏi mẹ trên dòng bạn bè. Cũng khá tốt. Đăng lên báo, tránh để những người cao tuổi như mẹ, những người chị em của mẹ bị lừa. Yên tâm đi con, mẹ mày ấy tuyệt đối không bao giờ bị lừa. Con cũng có nói mẹ đâu. Mẹ thần giữ cổ thế nào con còn không biết sao? Con nói những chị em của mẹ đó. Được, mẹ con là thần giữ cổ. Mẹ nói với con chuyện nghiêm túc này. Con đến viện kiểm sát làm gì? Cũng lâu như vậy rồi. Rốt cuộc bên cạnh con có thanh niên nào phù hợp với con không? Mẹ lại nữa rồi. Mẹ chẳng phải dội sao? Con nói xem, con cũng chẳng còn bé nữa, nên nghĩ đến rồi. Mẹ con đói rồi, có gì ăn chứ? Nói với con nghiêm túc. Con cũng nghiêm túc mà. Làm gì cả ngày rồi, mẹ còn không cho con ăn cơm. Được rồi, cho con ăn, cho ăn. Ninh cháo cho con rồi. Nhân sâm hầm. Xa xỉ thế ạ? Đương nhiên rồi. Ngày nào con cũng án mạng tăng ca. Đêm qua còn không về. Không về nhà, lại là bận công việc. Không chỉ gì mới về. Mẹ phải tẩm bổ tốt cho con chứ. Mẹ con là tốt nhất. Mau đi đi, con đi đã. Trong nồi ấy, rửa tay. Chơi điện thoại à? Uống với bố một ly. Trò chơi này gọi là gì? Ngày mai cầu Long Sơn khai công có một buổi họp báo, con phải tham gia nhé. 9 giờ sáng. Bố nói chuyện với con đó. Làm gì thế? Con xem kìa, mai cậu xây lại động công, có một buổi họp báo, con phải xuất hiện một lúc. Chủ tịch, bố quên rồi à? Con đã bị đuổi việc rồi. Ai đuổi việc con? Bố đó. Bố nói đuổi việc con khi nào? Ba ngày bố nói đó, quên rồi sao? Con nói với bố con phải đi chơi đây. Bố nói con đi đi, đây là đuổi việc con à? Bố là chủ tịch, bố không thể nuốt lời. Con hiện giờ đã bị bố đuổi việc rồi. Con không làm nữa. Đừng không làm chứ. Dự án xây lại cầu này, con không phải luôn tham gia sao? Con nói bố nghe, sau này bố muốn bảo con làm gì, con đều không làm. Trừ khi bố để con làm chủ tịch. Thằng nhóc này. Con trong lòng bố chẳng phải thế này sao? Ngày mai con dùng thân phận gì đi? Con chủ tịch. Thằng ăn hại hay là cậu ấm vô dụng? Bố nói đi.
Chủ tịch, người đến đủ rồi. Thiết Lực đến chưa? Sếp Tiểu Thiết tắt máy rồi. Chào mừng mọi người đến buổi công bố chiến lược xây dựng lại cầu Long Sơn của tập đoàn Giang Đông. Cầu Long Sơn mới, sau khi xây xong, nó sẽ trở thành một kiến trúc mang tính tiêu biểu của thành phố Giang Đông. Sau khi giao thông vận hành, thành phố và thôn Long Sơn sẽ nối liền với nhau. Mọi người tưởng tượng xem, nếu như giao thông được giải quyết, trụ cầu được giải quyết, đi lại giải quyết, tôi tin tương lai giá trị thương mại của nó trong lòng mọi người rõ hơn ai hết. Các bạn bè giới truyền thông muốn đặt câu hỏi không? Chào Chủ tịch Thiết, xin hỏi việc phát triển thôn Long Sơn có phải đã đang tiến hành không? Đã đang tiến hành rồi. Hơn nữa dự án này có được sự ủng hộ đắc lực của các ngành trong xã hội. Xin hỏi vụ xây dựng cầu và phát triển thôn Long Sơn còn hợp tác với Ngân hàng Thương mại Giang Đông không? Được, mời ngồi. Lần này việc xây dựng lại cầu Long Sơn là hành động mạnh tay của tập đoàn Giang Đông chúng tôi. Ngân hàng Thương mại Giang Đông có thể không đáp ứng được nhu cầu tài chính của chúng tôi. Lần này chúng tôi, Thiết Chinh Quang thoải mái tuyên cáo như vậy sao? Kế hoạch xây lại cầu, đây là đang muốn có được sự ủng hộ của dư luận, giống như một cuộc PR hoàn hảo hơn. Dù có thế nào, giấy sẽ không gói được lửa. Sếp, đã xem buổi họp báo của Thiết Chinh Quang chưa? Xem rồi. Rất đắc ý. Thiết Chinh Quang làm như vậy, dệt khỏi quỹ đạo rồi. Ông ta muốn đá giang chúng ta tự vận hành. Tuyệt đối không được. Việc tôi bảo anh làm, đã chuẩn bị xong chưa? Anh yên tâm đi. Gặp phải một vài việc, cũng bao gồm bản thân tôi. Bây giờ tôi chính xác nói với mọi người, tất cả mọi việc đều đã qua rồi. Bước tiếp theo, công việc trọng điểm của tập đoàn Giang Đông chúng tôi chuyển dịch đến xây dựng lại cầu, để người dân Giang Đông có thể sớm ngày được đi trên chiếc cầu lớn an toàn thoải mái. Châu Du, là lúc báo án rồi. Chủ tịch Thiết, Chủ tịch Thiết. Chủ tịch Thiết, Chủ tịch Thiết. Chủ tịch Thiết, Chủ tịch Thiết. Đừng chụp. Chủ tịch Thiết. Việc gì? Việc bên Duẩn Đại Lục anh chưa quên chứ? Ai đó? Châu Du. Có việc gì? Lấy chút tiền tiêu. Còn chưa từng gặp mặt, bảo tôi tin cậu thế nào? Tôi sẽ khiến ông tin. Được rồi, cái gì giải tán đi. Giải tán đi. Chủ tịch Thiết, mời các chị về cho. Giải tán đi. Giải tán đi. Được rồi, giải tán đi. Giải tán đi. Xin chào, đội cảnh sát hình sự của công an thành phố Giang Đông. Tôi tìm đội trưởng Mã. Sếp Mã. Chuyện gì? Chào anh có chuyện gì không? Tôi muốn báo án. Đồng chí, anh muốn báo án thì tìm ai cũng được. Bảo Mã Lực Hành đến ngay điện thoại. Tôi chỉ tin Mã Lực Hành. Bất chính. Chuyện gì? Sếp Mã nhất quyết muốn tìm anh. Ai thế? Không biết. Mã Lực Hành đây, ai thế? Dành đai xanh dừng qua thôn Hải Giác có thi thể. Thôn Hải Giác? Đúng. Dành đai xanh dừng qua. Đội trưởng, chuyện gì thế? Tiểu Lâm, có. Xác định vị trí của điện thoại báo án này. Xem vị trí cụ thể của anh ta ở đâu. Rõ. Đây không phải trò đùa không? Không giống, lỡ như có thì sao? Hai người đi một chuyến. Dành đai xanh dùng qua thôn Qua Giác, xem có thi thể không. Rõ. Thi thể có phát hiện gì đặc biệt không? Hộp sọ có dấu vết da đầm, giống bị vật nặng đập tới chết.
dùng túi ni lông bọc thi thể. Nơi này không phải hiện trường vụ án đầu tiên. Sếp Tiết, nhận được quà chưa? Bây giờ chắc ông tin tôi là Châu Du rồi chứ? 16 năm trước, ông giết chết Y Đại Lực, rồi dứt xác. Bây giờ vẫn tự do ngoài dòng pháp luật, còn phát tài lớn. Giỏi quá. Nói đi, muốn bao nhiêu? Sảng khoái. Sếp Thiết đúng là sếp Thiết. Tôi không tham lam. 2 triệu tiền mặt. Làm theo tôi nói. Dừng chút. Ông tới đâu rồi? Còn 5 phút nữa là tới nút đường Tiêu Sơn. Kế hoạch thay đổi. Ông lên đường trên cao đi. Đường trên cao. Đường trên cao. Cô đứng lại cho tôi. Anh làm gì thế? Con đàn bà, hôm nay tao phải đánh chết mày. Anh làm gì thế? Anh bỏ vũ khí xuống đi, đừng có lo chuyện bao đồng. Bỏ vũ khí xuống. Cô ta mèo mã bên ngoài. Anh em, có chuyện gì nói đàng hoàng. Cậu bỏ gậy xuống đã. Chuyện nhà chúng tôi cậu đừng có quản. Con đàn bà này ngoại tình. Lập tức dừng xe. Đường trên cao thì sao mà dừng được? Dừng xe. Dừng xe. Anh đừng đánh nữa. Đánh tôi, đánh tôi. Đừng đánh nữa. Còn đánh đàn bà. Đừng đánh nữa. Giết người. Anh ơi bình tĩnh lại. Đứng lại cho tôi. Đừng cản tôi. Đừng cản tôi. Thả tôi ra. Đánh chết anh. Thả tôi ra. Chính là anh ta đánh chồng tôi. Chính là anh ta. Chính là anh ta đánh chồng tôi. Cô nói dớ dẫn gì thế? Chính là anh ta đánh chồng tôi. Thả ra. Bắt anh ta lại, mau bắt anh ta lại. Ném tiền xuống cho tôi. Dớ dẫn. Tôi chưa gặp cậu, làm sao đưa tiền cho cậu được? Thiết Chinh Quang, ông đừng quên, bây giờ là tôi nắm quyền chủ động. Ném tiền xuống. Bảo người của ông đi đi. Lên xe. Cảm ơn nhé Thiết Chinh Quang. Làm ăn với ông rất vui vẻ. Chúng ta phải gặp mặt chứ. Nếu không chuyện này không có hồi kết. Thế phải xem tâm trạng của tôi. Luật sư Đặng, chủ tịch Thiết Lực gặp chuyện rồi. Gặp chuyện gì thế? Đánh nhau với người ta. Đi thôi. Đây là thỏa thuận hòa giải, ký tên bên B. Đồng chí cảnh sát, ký xong chúng tôi đi được chưa? Hai người đợi chút. Đợi chút được không? Như vậy, tôi dẫn cậu đi lấy máu. Xét nghiệm nước tiểu. Lấy máu gì? Xét nghiệm gì? Sao họ không đi? Đây là thủ tục bắt buộc. Ai cũng phải làm, được chưa? Đi. Tôi đưa cậu tới bệnh viện. Băng bó kỹ một chút.
Không cần. Thế tôi đưa cậu về nhà. Cảm ơn nhé. Không cần lo cho tôi. Sếp Mã, đã có báo cáo giám định thi thể ở dành đai xanh Dương Hoa Hải Giác. Thi thể một chữ nghiêm trọng, nhưng kỳ lạ là ở hiện trường chúng tôi phát hiện một hộp đựng kính. Vết máu trong cây rìu bên trong có hai mẫu máu, đã lấy được mẫu DNA. Thông qua giám định có thể xác nhận thi thể là người thất nghiệp Y Đại Lực ở trấn Hà Lâm, khu Tây Hà, thành phố Giang Đông. Y Đại Lực là một lưu manh cho vay nặng lãi. Năm đó báo án mất tích là vụ án chưa giải. Mẫu máu hỗn hợp có nghĩa là máu của hai người. Mẫu máu còn lại rất có khả năng là của nghi phạm. Chúng tôi đã điều tra kho máu và kho DNA. Không có mẫu máu và DNA khớp. Không có mẫu máu khớp. Sếp Mã, đồn cảnh sát cấp dưới mới xử lý xong một vụ đánh nhau ẩu đả. Chúng tôi lấy mẫu máu và DNA của đương sự như thường lệ, vậy mà lại khớp với máu và DNA của hung thủ vụ án mưu sát 16 năm trước. Người đánh nhau là ai? Con trai của chủ tịch Tiết Kinh Quang, tập đoàn Giang Đông. Thiết Lực. Thiết Lực. Đưa tôi xem. Thiết Lực. Sếp Mã. Đội trưởng. Mã Lực Hành. Anh bị hâm mà. Chỉ đánh nhau thôi mà. Kết án cũng kết rồi, tiền cũng phạt rồi. Muốn làm gì? Nói tôi giết người, tôi giết ai? Tôi cũng hy vọng cậu không giết người. Nhưng chúng tôi có chứng cứ chứng minh cậu có liên quan tới vụ án mạng của Y Đại Lực 16 năm trước. Anh bị hâm sao? 16 năm trước tôi làm gì anh không biết sao? Đương nhiên tôi biết. 16 năm trước cậu bỏ học ra xã hội, có năng lực gây án, có thời gian gây án. Bớt nói giới chẩn. Thiết Lực, tôi nói cho cậu, làm gì thế? Đừng đổ quan cho tôi. Anh đang hành hung cảnh sát đó. Đưa cậu ấy đi ghi khẩu cung. Rõ. Đi. Sếp Mã, xin lỗi, tôi phải hỏi anh một chút. Bây giờ anh được thì với Thiết Lực là triệu tập, tạm giữ hay là bắt giam? Là tạm giữ. Tử Kỳ, Khải Văn, lên lầu ngồi đi. Giấy tạm giam sẽ có trong 5 phút nữa. Lên đi. Sếp Mã, 16 năm trước, vụ này lập án chưa? Lập án rồi. Khải Văn, theo quy định tôi không thể tiết lộ quá nhiều thông tin vụ án với cậu. Nếu cậu muốn biết tình hình, đợi Thiết Lực ghi khẩu cung xong, tới trại tạm giam hỏi cậu ta đi. Tôi biết. Tôi gọi điện chút. Tử Kỳ, ngồi đi. Cảm ơn sếp Mã. Sếp Mã, Thiết Lực giết người, anh tin không? Không tin thì có cách gì? Vụ án hình sự không thể phán đoán chủ quan được, đúng chứ? Anh kiên quyết bắt tạm giam Thiết Lực như thế, chứng tỏ các anh có chứng cứ vô cùng có lợi, đúng không? Đúng. Chứng cứ chúng tôi có bây giờ vô cùng bất lợi với Thiết Lực. Thiết Lực thế nào rồi? Lúc nào về được? Sợ là hai ngày nay không về được. Không phải chỉ đánh người ta bị thương thôi sao? Không vấn đề. Muốn bao nhiêu tiền? Bỏ họ ra giá. Giờ không liên quan tới đánh nhau, cũng không phải chuyện tiền. Thế là chuyện gì? Họ nói Thiết Lực liên quan tới vụ án Y Đại Lực bị giết 16 năm trước. Lần này đánh nhau, để lại mẫu máu ở cục công an. Tôi biết rồi. Tôi nhận được báo án là phái người tới dành đai xanh dùng qua thôn Hải Giác, đào được một thi thể nam ở đây.
Theo khám nghiệm tử thi và khám nghiệm chất xơ tử thi, có thể chứng minh thời gian tử vong của nạn nhân là 16 năm trước. Trên hung khí lấy được mẫu máu hỗn hợp và DNA vô cùng khớp với mẫu máu của nghi phạm Thiết Lực. Thiết Lực bị cuốn vào vụ án này thế nào? Nói ra cũng trùng hợp. Hai ngày trước khi nhận báo án, Thiết Lực bởi vì đánh nhau ở đồn cảnh sát khu vực tiến hành lấy mẫu máu theo lệ. Trùng hợp thế. Đây gọi là lưới trời lồng lộng. Nếu không, năm vụ án chưa giải 16 năm trước sao có thể nổi lên mặt nước? Tôi phán đoán 16 năm trước ở trấn Hà Lâm nhất định từng xảy ra giết người có vũ khí. Tại sao là phán đoán? Vì năm đó người nhà của Y Đại Lực báo án là mất tích, không rõ tung tích. Người báo án năm đó là ai? Một du dân thất nghiệp tên Chu Du.